Và các bác ơi, xe về phun bãi các bác ạ. Xe về phun bãi rồi. Các bác nào đang có nhu cầu cần mua xe 5 đến 7 chỗ ngồi, giá từ vài chục triệu đồng cho đến 200-300 triệu đồng, thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe. Với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì các bác chỉ cần qua và uống nước chè, hút thuốc nào thôi. Còn việc mua xe không thì cứ phải từ từ. Mua một cái xe mà mình bỏ ra cái số tiền từ kể cả là vài chục hay là vài trăm triệu đồng thì nó cũng là một cái tài sản của mình, nên là các bác cần phải cân đối một cách là kỹ càng hơn. Vì thế nên là lần đầu tiên thì Tuấn Anh cũng chỉ cần các bác là làm sao mà có thể là đến trực tiếp bên em và xem xe, uống nước chè, hút thuốc nào, tham khảo về xe thôi. Còn việc mua hay không thì chúng ta có thể bàn tính về sau. Đấy, lần đầu tiên thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin gửi tới tất cả mọi người một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì với những cái đầu xe mới về cũng như những cái đầu xe mà đã nằm ở đây khá lâu rồi thì Tuấn Anh cũng xem quay báo giá nhanh cho tất cả mọi người. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái dòng xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hôm nay 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Và quý khách hàng, quý bà con có bác chị em nào qua rảnh rỗi bên em, đi qua khu vực bên em thì có thể là qua bên em nhé. Vâng, không làm mất thời gian của mọi người nữa, Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho anh em về những cái dòng xe bên em ạ. Đầu tiên đây là một chiếc Cruise 2010 ạ. Với chiếc Cruise này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng 175 triệu đồng. Sản xuất năm 2010. Vâng, một chiếc xe số sàn, phân khúc hạng C. Một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Với dòng Cruise này là một cái dòng xe chạy rất là đầm, rất là bền, cực kỳ chất lượng. Vâng, biển thì ở đâu không quan trọng, quan trọng là xe đẹp và xe chất lượng và đảm bảo về thủ tục pháp lý. Bên em sẽ có trách nhiệm rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con ạ. Với giá con này là có 175 triệu đồng thôi ạ. Một chiếc xe ở phân khúc nhỏ nhỏ một chút này, nhưng đây là một chiếc xe rất là ổn định, một chủ từ mới, đó là một chiếc Suzuki Swift nhá. Con này thì đang đeo biển 16M2528, một chiếc Swift nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2008 ạ. Con này thì hiện tại là số tự động, máy của nó là 1.5 và giá của nó thì hiện tại Tuấn Anh đang chào bán giá là 219 triệu đồng. Một chiếc Suzuki Swift màu đen khá là đẹp và khá là chất lượng cho tất cả mọi người. Con này thì nó rất là rộng rãi và rất là đẹp cho tất cả mọi người. Với giá có 210 mấy triệu đồng thôi. 219 triệu đồng thôi thì quý khách hàng và quý bà con có bác chị ở nhà mình đã có chiếc Swift này rồi nhá. Một chủ từ mới biển Hải Phòng luôn ạ. Với cái nhu cầu mà anh em chỉ cần sử dụng đến mẫu xe 2 chỗ thôi thì anh em có thể đi con Morning Van này. Đây là một chiếc xe đang đeo biển 15D05137, một chiếc Kia Morning Van sản xuất năm 2013, số tự động, máy của nó là 1.0, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Và với cái giá tiền có 179 triệu đồng thôi thì chiếc Morning Van này nó rất phù hợp cho tất cả anh chị em bạn bè nào hay là các cô dì chú bác nào đang có nhu cầu mà muốn sử dụng một chiếc xe nó chỉ có 2 chỗ ngồi, nó khá là hợp lý như thế này thì rất là chất lượng, đảm bảo cho anh em mua dùng. Rất là đẹp luôn. 99A38839 ạ, một chiếc Kia Morning. Con này thì sản xuất năm 2004, form cũ, nhập khẩu nguyên chiếc và số tự động 1.0. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá là 136 triệu đồng. Con này thì đăng ký lăn bánh lần đầu 2005, sản xuất năm 2004. Tất cả nội thất, ghế da của nó, vô lăng của nó rất là đẹp và nguyên bản theo xe. Keo chỉ zin nhá. Con này thì với cái cửa tiền hơn 100 triệu thì con xe này chạy rất là hay, rất là lành, rất là bền và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Biển Bắc Linh 389389 nhá. Toàn 3 và 8 và 9 thôi, toàn tam bát cửu đờ đờ ấm no thôi bà con nhá. Với giá có 136 triệu đồng thôi ạ. Vâng, cửa tiền 7 chỗ, đời cao, form dáng đẹp và chất lượng thì anh em có thể đi con xe này. Đây là một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2012, phiên bản số tự động, máy của nó là 2.7V. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán giá là 395 triệu đồng. Giá đó thì Tuấn Anh đang hỗ trợ cho anh em về thủ tục rút hồ sơ, hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên bấm biển. Con này thì cam kết cho anh em là keo chỉ và máy số zin, xe đi rất là lành. Vừa rồi thì Tuấn Anh cũng đã chạy dòng này một mạch, tour cũng khá là dài từ đây vào đến Huế rồi, nên là chất lượng đã được kiểm chứng một cách là ổn định và không có vấn đề gì. Bà con nhá, Fortuner một chiếc xe rất là đẹp luôn. Mazda 3S là một cái mẫu xe tiền đen của Mazda 3 thời bây giờ. Mazda 3S này thì nó là 1.6 và nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe đang đeo biển 34A06506, một chiếc xe màu trắng rất là đẹp cho tất cả mọi người. Với hộp số tự động và chiếc xe đang được chào bán với giá là 320 triệu đồng. Chiếc xe này chạy rất là lành, trước đây em có con màu đỏ chạy rất là ổn định và bán vào trong Thanh Hóa rồi, đang chờ rút hồ sơ thôi. Còn con này thì nó cũng rất là đẹp, màu trắng thôi. Con này thì tại là 320 triệu đồng, xe Mazda 3 này thì nó chạy rất là lành, rất là bền và đặc biệt là rất là ổn định về chất lượng, form dáng. Đấy.
hơn 100 triệu thôi, anh em đã có hai chiếc xe như này. Còn bên đây là hai con xe đều giá loanh quanh đâu đó khoảng 119 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning 2012, xe Việt và đã có dịch vụ lên full đồ, và chiếc Ghetto 2008 nhập khẩu. Đấy, bà con thích cái tầm tiền hơn 100 triệu, ví dụ như 119 triệu, anh em có thể sử dụng một trong hai chiếc xe này thì em thấy là quá là hợp lý luôn. Cả hai chiếc thì đều là ở phân khúc hạng A đô thị, cả hai chiếc thì đều rất là đẹp và rất là lành. Và ở cái cửa tiền nó chỉ có 119 triệu đồng một chiếc thôi, thì cả hai chiếc này em nghĩ là nó khá là hợp lý. Con này thì nó lên full đồ. Dòng Morning này thì chạy rất là lành, bền và ghét cũng vậy. Đấy, và rất là tiết kiệm. Con này thì đời 2012, nhưng xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Và con kia thì 2008, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, và con thích chiếc xe nào thì alo trực tiếp cho em nhé. 42 triệu anh em vẫn có ô tô đi, và không phải là trả góp trả thẳng gì cả. Đây ạ, 42 triệu đây anh em có một chiếc xe 5 chỗ ngồi. Anh em có thể đi công trình, công trường, tránh mưa, tránh nắng, hay đi dạy lái, hay đi tập lái. Thì chiếc lá lốt 2000 này nó cũng là một cái chiếc xe rất là hợp lý. Lên full đồ chơi, có cả màn hình, cam nùi và la răng đúc. Máy của nó thì rất là chất, đề gái thì ăn ngay. Và giá của nó chỉ có 42 triệu thôi bà con nhé. Nội thất của nó thì rất là đẹp luôn. 42 triệu thôi anh em đã sở hữu được chiếc xe này rồi, rất đẹp luôn. Rất xịn sò. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc lá lốt 2000 này thì với động cơ 1.6 này, với cửa tiền có đúng 42 triệu thôi bà con nhé. Có ship hàng toàn quốc cho tất cả mọi người, cả anh em ở Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, thì bên em vẫn có ship xe tận nhà cho tất cả mọi người. Đấy, cho dù là xe vài chục triệu đồng thì bên em vẫn có chạy xa chạy gần cho các bạn được nhé. Cruise 2014 số tự động bản NTZ, chiếc xe đang đeo biển Bắc Linh 99A59610. Chiếc xe được trang bị hộp số tự động 1.6 tư nhân chính chủ biển Bắc Linh màu trắng. Và chiếc xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán là 260 triệu đồng. Với cái cửa tiền và cái tầm tiền phân khúc 260 triệu đồng thì chiếc Cruise này nó là một trong những chiếc xe chạy cực kỳ đẹp và giá của nó rất là rẻ, đời rất là cao, 2014 bà con nhé. Bên cạnh chiếc Cruise sẽ là một chiếc Kia Cerato ạ. Với chiếc Kia Cerato này thì sản xuất năm 2017 bản AT. Bản này là bản 1.6 bà con nhé. Tất cả còn rất là đẹp cho tất cả quý khách hàng bà con này. Con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá 395 triệu đồng thôi. 395 triệu đồng bà con đã sở hữu được một chiếc Kia Cerato 2017 số tự động 1.6 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Xe thì đang trong quá trình là thu hồi biển nên là anh em nào mua thì hồ sơ sẽ có sẵn, bên em sẽ rút hồ sơ sẵn cho anh em nhé. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2025 bà con nhá. Daewoo Nacity SE 2009 biển 15A90406, với cửa tiền có 155 triệu đồng thôi. Bà con đã sở hữu được một chiếc xe số sàn, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhá, một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ sẽ rất là đẹp luôn. Hoặc là Chevrolet Aveo cũng là một trong những dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, đời cao, form dáng đẹp và giá thì lại rất là rẻ. Vâng, đời 2018 số sàn 1.4 mà giá của nó thì chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng hơn 200 một chút thôi, 219 triệu đồng thôi. Và con đã sở hữu được chiếc xe Chevrolet Aveo 2018 MT này, 1.4 số sàn gia đình sử dụng nhé. Lacity SE 2010, chiếc xe đang đeo biển 29A05809 ạ. Con này thì tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, biển Hà Nội. Vâng, đây là một chiếc xe rất là đẹp, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán có 160 triệu đồng thôi. Và còn có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Daewoo Nacity 2009, 2010, đăng ký 2011, một chủ từ đầu 1.6 nhập khẩu này thì alo cho em ạ. Ford EcoSport bản Titan, con này thì nó là một mẫu xe khá là hợp lý và khá là đẹp. Sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động. Con này thì được trang bị động cơ của nó là 1.4. Và hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng thôi. Và có bác chị em nhà mình đã có được chiếc Ford EcoSport này nhá, số tự động 5 chỗ gầm cao ạ. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Grand i10 2014-15. Con này là phiên bản số tự động bản AT 1.0, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Thái Bình, sẽ rất là đẹp, đăng kiểm tháng 4 2024. Và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 279 triệu đồng mà con đã sở hữu được chiếc i10 số tự động này rồi ạ. Rất là đẹp luôn cho bà con cùng với cô bác anh chị em nhà mình. Nếu như thích một chiếc xe ở phân khúc A đô thị mà chạy gia đình thì khá là hợp lý cho bà con nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe đây con đang nùi ra này, là con xe ASEAN 2012 ạ. Con này thì là bản MT số sàn 1.4. Và hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá khá hợp lý, biển 30A24953 nhá. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán 245 triệu đời 2012, xe nhập khẩu màu lâu cà phê, rất là đẹp luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2000 bao nhiêu đấy. Con này thì hiện tại là một chiếc Vios bản E nhá, gia đình một chủ từ đầu. Con này hiện tại sản xuất năm 2020 nhá, 2020. Con này hiện tại là bên em đang bán là 375 triệu đồng, đời 2020, biển 20A38389 ạ, Tam Bát Cửu nhá. Tam Bát Cửu thì là đời ấm no này. Rất là đẹp luôn. Vios E 2020, con này nó là bản 3
hai túi khí và 3-4 phanh đĩa nhá. Bản này là bản full nhá. À, với bản E này rất là đẹp luôn. 2020 nhá. Bản này thì nó có hai bản, đó là bản 37 túi khí và 32 phanh đĩa thôi. Nhưng con này thì nó là bản full, nó là 4 phanh đĩa luôn. 4 ABS luôn ạ. Con này rất là đẹp, form mới, màu bạc bạc rất là đẹp luôn. Đấy, biển 20 nhá. Đời 2020 vào con nhá. Vâng, một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009 với giá loanh quanh hơn 100 triệu, biển 15A41517. Con này sản xuất năm 2009, bản limo số sàn 1.5, để cho anh em là 145 triệu này. Và còn có bác chị em nào có nhu cầu về chiếc Vios này thì alo cho em ạ. Với cái tầm tiền và cửa tiền khá là hợp lý để cho anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình hay tập lái tránh mưa tránh nắng thì khá là hợp lý cho anh em nhé. Hyundai Veloster, một mẫu xe thể thao 3 cửa. Con này hiện tại là đang đeo biển 30E39352. Với dòng này thì form dáng của nó là một chiếc form thể thao thôi. Ở cánh bên phụ thì nó chỉ có một cửa thôi, anh em thấy đây. Ở bên tài thì một cửa, bên phụ thì hai cửa. Với cửa tiền loanh quanh hơn 300 triệu một chút này thì anh em đã có được một chiếc Hyundai Veloster đời 2011 phiên bản số tự động máy 1.6 này. Nhập khẩu này, con này có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Form dáng của con này thì nó khá là đẹp và khá là chất lượng, đảm bảo cho anh em mua về dùng hay sử dụng thì đều rất là ok cho anh em này. Hyundai Veloster và con nhá, rất là đẹp và rất xịn sò luôn. Ok, đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa, đó là anh em nào mà thích dòng xe mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, với cái mức tiêu nhiên liệu của nó chỉ có loanh quanh khoảng 4,5 đến 4,7 thôi. Nhưng chiếc xe Mitsubishi Xtrager này, đó là một chiếc xe ở phân khúc hạng B rất là đẹp, rất tiết kiệm cho anh em có thể chạy dịch vụ. Con này 2014 nhá, 2014 bản đủ tư nhân một chủ từ đầu sử dụng. Biển Hải Phòng luôn, chủ nhân đã thu hồi cái biển. Con này thì nó là biển 3 con 4, nên chủ nhân thu hồi lại biển và mua một con xe khác. Vì thế nên con xe này bên em đã rút hồ sơ rồi, và các bạn chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Với cái cửa tiền có 200 triệu đồng tròn thôi, bên em bao rút hồ sơ gốc cho anh em. 200 triệu đồng tròn anh em đã có được một chiếc Mitsubishi Xtrager 2014 số sàn máy 1.2, hàng nhập khẩu nguyên con của Thái Lan. Còn nhá, Hyundai Venla, một cái mẫu xe rất là đẹp với giá có 130 triệu thôi. Đấy, con này là phong cũ nhá, 2008 nhập khẩu số sàn 130 triệu thôi. Toyota Vios thì con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 300 triệu đồng. Đời 2017, bản E xịn, máy mới, biển Hải Dương, tên tư nhân màu vàng cát, chỉ có loanh quanh 3 đồng thôi. Còn nhá. Tiếp tục là một chiếc xe Daewoo Nassetti SE. Con này là số sàn mà con nhá, số sàn 1.6 ạ, tư nhân chính chủ, biển Thanh Hóa. Và đây cũng là một cái mẫu xe rất là đầm chắc và đặc biệt, đó là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 165 triệu nhá. À, rất là đẹp luôn. Hoặc là anh em có thể đi Cruy số tự động đấy. Con này thì sản xuất năm 2015 nhá. Ở nhà em có con 2014 màu trắng và 2015 màu đen này. Cái xe đang đưa biển 30A56674. Vâng, với cái cửa tiền chỉ có 270 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu được chiếc Cruy 2014 số 2015 số tự động, sẽ rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em mua dùng này. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Soluto ạ. Với chiếc Soluto này thì sản xuất năm 2020 ạ. Sản xuất 2020, trang bị động cơ số sàn 1.4. Con này thì cũng là biển 38989 ạ. Con này thì nó là tam bát cửu luôn. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh là 299 triệu đồng. Với cái cửa tiền chưa đến 300 triệu đồng mà con đã sở hữu được chiếc Kia Soluto này. Đây là một cái mẫu xe rất là đẹp và rất hợp lý cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình ạ. Bà con mua chạy dịch vụ con này đời cao mà giá thì chưa đến 300 triệu nhá, Kia Soluto ạ. Vâng, ở cửa tiền dưới 200 triệu anh em có thể đi con xe này cho em ạ. Con này có 175 triệu thôi. Đó là một chiếc xe Hyundai Venla sản xuất năm 2010, form mới, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 1.4, biển 30A41917 49100. Con này thì xe của nó là tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không khoan đục. Đấy, rất là đẹp cho anh em này. Với cửa tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 175 triệu này. Tất cả còn zin hết theo xe này. Keo chỉ cam kết bằng văn bản giấy tờ là zin. Kính zin, máy số chất, đại chất luôn. Đăng kiểm còn, biển Hà Nội, tư nhân. Đấy, rất là đẹp luôn. 175 triệu này. Bên cạnh đây là một chiếc Honda City. Với chiếc Honda City này thì sản xuất năm 2016 ạ. Phiên bản số tự động, máy của nó là 1.4 1.5, con này là bản CVT, hộp số CVT nhá. Con này hiện tại đã rút hồ sơ rồi, biển Hà Nội, xe thì cam kết bằng văn bản giấy tờ. Con này thì zin cả xe không lỗi nhá. Máy số, keo chỉ zin ạ. Tất cả đều rất là đẹp. Với cửa tiền khoảng 360 triệu đồng hoặc 355 triệu đồng thôi là bà con cô bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Honda City màu mắm tôm. Rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em mình mua về dùng và sử dụng thì rất là ok. Đó. Ok, tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Cerato ạ. Con này thì đang đeo biển 30A16713. Trước đây bán 258 triệu đồng, bây giờ em giảm xuống còn 246 triệu đồng. Và đây là một chiếc Cerato bản đủ nhá.
bản full phè phè luôn ạ. Bản này là bản full kịch luôn ạ. Có cửa sổ trời, có đèn lổ start stop, có điều hòa tự động và bàn phím đầy đủ hết theo xe. Với cái cửa tiền có 1,246 triệu thì quý khách hàng hoặc là các anh chị mình đã có được một chiếc Kia Cerato 2009 nhé, biển Hà Nội. Bên đây cũng 09 nhưng còn đây là bản thiếu thì giá có 239 triệu đồng thôi. Xe rút hồ sơ rồi, cũng biển Hà Nội rút hồ sơ rồi nhé bà con nhé. Đấy. Con này thì em đoán rồi này, hôm nay khách lấy xe này. Đấy. Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Avanti, một mẫu xe phân khúc hạng C sedan hai đầu biển Bắc Rang 98A24581. Con này sản xuất năm 2015. Vâng. Sản xuất năm 2015 và giá của nó là 265 triệu đồng cho bà con ạ. Số sàn 1.6 bà con nhá. Số sàn 1.6 và giá có 265 triệu đồng thôi. Các bạn đã sở hữu được một chiếc xe ở phân khúc hạng C đời 2015 biển Bắc Giang, xe rất là đẹp và chất lượng, đảm bảo cho anh em mình chạy dịch vụ, chạy gia đình đều rất là ổn định cho tất cả mọi người này. Đấy, với cửa tiền rất là hợp lý để bà con các bác chị em mình có thể mua nhé. 305137, một chiếc Hyundai Venna 2009 form mới số tự động. Chiếc xe thì đang đeo biển Hà Nội nhá. Con này đời 2009 ạ, số tự động, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là với cái giá rất hợp lý cho anh em ạ. Con này để cho anh em là 205 triệu đồng. Số tự động 1.4, xe thì cũng rất là đẹp cho tất cả mọi người của cái hàng. Đấy, dòng này thì rất ổn định về chất lượng cũng như mức độ xăng. Con này có đèn lổ start top này, nội thất của nó thì rất là đẹp luôn. Hộp số tự động nhá. Và con đi gia đình thì khá là hợp lý này. Với cửa tiền chỉ có 205 triệu đồng thôi bà con nhá. Tiếp tục em đang có một chiếc Cruise 2018 ạ. Con này là số sàn biển Hòa Bình 28A06391. Với chiếc Cruise này thì sản xuất 2018 và giá của nó hiện tại là 290 triệu đồng thôi. Một chiếc xe được trang bị động cơ 1.6 gia đình sử dụng, tư nhân một chủ từ mới sử dụng nhé bà con nhé. Xe thì rất là đẹp và rất ổn định cho tất cả mọi người luôn ạ. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante sản xuất năm 2012. Con này nó là số sàn biển Bắc Giang 98A51230. Giá con này thì lại chỉ có 232 triệu thôi. Nói chung là ở cái dòng này thì nó là một dòng xe gia đình sử dụng. Và nếu như bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể là mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì đều rất là đẹp. Với dòng Avante này thì nó chạy rất là lành luôn, tiết kiệm luôn. Động cơ 1.6 cực kỳ khỏe mạnh nhưng lại rất là tiết kiệm cho bà con nhé. Nội thất ghế da rất là đẹp và rất xịn sò. Đấy bà con nhé. Với cửa tiền như vậy thì em nghĩ rằng đây cũng là một cái dòng xe rất là hợp lý và đẹp rồi, đúng không? Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Vios ạ. Với chiếc Toyota Vios này thì sản xuất năm 2014 bản E số sàn. Đấy, máy của nó là 1.5 biển 18A24889 ạ. Với chiếc Vios này thì nó là một dòng xe chuyên về dịch vụ và nó rất là lành, rất là bền, nói chung là tiết kiệm. Xe thì đã được lên màn hình Android rồi. Xe rất là đẹp và rất xịn sò cho anh em ạ. Với cửa tiền có 258 triệu thôi. 258 triệu đăng kiểm đến tháng 12 năm 2024 thì chiếc Vios này nó khá là hợp lý cho bà con các bác chị mình đi gia đình hoặc chạy dịch vụ này. Mitsubishi Xtrager ạ. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về các bạn chỉ bấm biển vào tên thôi. Sản xuất năm 2016 bà con nhé. Sản xuất năm 2016 và giá của nó là 218 triệu đồng cơ. 218 triệu đồng đời 2016 nhé. Xe cũng rất là đẹp, màu bạc bà con nhé, bản đủ ạ. Ok, bên đây là một chiếc Hyundai Avante 2013. Con này nó là số sàn, máy của nó là 1.6 ạ. Rút hồ sơ rồi, biển Thanh Hóa. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 232 triệu, 232 triệu là 2013. Nhưng con này thì nó qua dịch vụ bà con nhá, nó qua dịch vụ nên là nó bằng với con 212 màu đen vừa rồi, xe gia đình. Đấy, bà con thích chiếc xe nào thì chọn mẫu xe đấy cho em ạ, rất là đẹp luôn. Cửa tiền thì có rất là nhiều, hoặc là anh em chạy dịch vụ thì anh em có thể đi con xe này cũng được này. Con Nissan Sunny này thì nó là một cái dòng xe chuyên về chở gia đình, chở dịch vụ. Bà con nào có tầm tiền ít, loanh quanh đâu đó khoảng tầm dưới 200 triệu, anh em có thể đi con Nissan Sunny này. 2015 số sàn và giá có nó chỉ có 185 triệu thôi. 185 triệu là bà con các bác chị anh chị mình đã có được một chiếc Nissan Sunny 2015 số sàn, máy 1.5, tên tư nhân chính chủ, một chiếc xe rất là đẹp, biển 36 của tỉnh Thanh Hóa nhá, màu xanh rất là ổn định cho anh em ạ. Với giá có 185 triệu đồng thôi nhá. Về khu vực đằng sau này thì cũng còn rất nhiều mẫu xe mà muốn giới thiệu đến cho anh em. Và có các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe nào thì alo cho em nhé. Anh em không phải bàn gì ạ. Con này là Moling 2013 này. Con này là Moling 2013, con này có 145 triệu này. Moling 2013 máy 1.25, 145 triệu này. Matiz ạ. Ở đây em đang có con Matiz 55 triệu này. Nói chung là chạy rất là ổn định, đời 2006. Matiz 2006 ghế nỉ, ghế nước là còn nguyên bản hết theo xe. Và ở cái cửa tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm
55 triệu thôi, con này chạy rất là sướng luôn các con nhé. Tôn vỏ mỏng tanh luôn, rất là đẹp, không có bả biết gì cả. Con này là số tự động em vừa quay rồi sao nhỉ, 29A83327 này. Con này 204 128 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Rất là đẹp luôn, số tự động luôn ạ, số tự động luôn nhá. Rất nhiều dòng mô linh rất đẹp luôn. I10 anh em là cái tầm tiền 150 thì đây em đang có con I10 2013 bản đủ này. Con này thì xe gia đình sử dụng tư nhân, không khoan đục, không taxi này. Biển 29A64696 này, với cửa tiền có 152 triệu thôi. Thì bà con có bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu muốn mua I10 về chạy gia đình hay chạy dịch vụ hay đi gia đình với cái cửa tiền như này thì rất là sướng. Con này thì 2013 152 triệu bản đủ, số sàn, tư nhân chính chủ và nhập khẩu nguyên con nhá. Con này thì trang bị động cơ 4 máy luôn ạ, 4 máy luôn chứ không phải 3 máy như cái dòng xe Ford mới nhá. I10, con này I10 2015 ạ. Con này 2015 biển 19A31594. Sản xuất năm 2015, số sàn, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, màu đỏ, xe rất là đẹp, biển Phú Thọ, lên 4 bánh đang đúc rồi, với cửa tiền có loanh quanh 179 triệu đồng thôi. I10 này thì cũng 2015, con này cũng lên full đồ, lên cả form rồi, giá 175 triệu này. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Moling nhập khẩu ạ. Con này số tự động biển Bắc Linh 99A33459 ạ. Con này rất là đẹp, màu xanh này nhìn rất là hay luôn nhá. Rất là nhã nhặn, nội thất là nguyên bản. Con này số tự động.